Tiếp tục chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Yên Mỹ, đoàn đã đến thăm tặng quà và bày tỏ lòng tri ân đến mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Kê, mẹ liệt sĩ Hoàng Thị Lệ ở xã Ngọc Long, tặng quà hai trẻ em mồ côi mẹ hiện đang sống cùng bà ngoại già yếu ở xã Thanh Long, trao tặng 1 tấn gạo cùng 30 thùng mì tôm, bánh kẹo, sách vở cho trẻ em tại Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu, huyện Kim Động. Động viên các em cố gắng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao tặng 1.250 suất quà tặng các nữ du kích Hoàng Ngân, nữ thanh niên xung phong, bệnh binh trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 280 triệu đồng.